Xin chào quý vị anh chị và các bạn. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị ở một video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện tại là 9 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm 2022. Mình đang có mặt tại đầu con đường dẫn thẳng vào khu quy hoạch Phạm Hồng Thái quý vị ha. Đây là một khu quy hoạch mới, một khu quy hoạch nhà ở liền kề, khu dân cư của thành phố Đà Lạt. Ở đây thì cách hồ Xuân Hương tầm khoảng 500m quý vị, cách chợ Đà Lạt tầm khoảng 2 cây số ha. Thì khu vực này hồi trước giờ mình cũng có quay rồi, bây giờ mình đi vào lại, vừa đi tham quan ngó nghiêng vừa tâm sự chia sẻ. Hôm nay nói về những cái vấn đề bất động sản cái quý vị ha. Thì cũng quý vị cũng đã biết thì bất động sản thời gian qua nó cũng rơi vào bế tắc, rơi vào đóng băng. Có nhiều người kỳ vọng rằng chính phủ sẽ cứu thị trường bất động sản chứ không để cho nó suy thoái và nó đứng rồi nó chết như thế này. Có nhiều người kỳ vọng như vậy ha, kỳ vọng vào những cái gói hỗ trợ của chính phủ đó. Nhưng mà có lẽ người ta sẽ không cứu được quý vị. Giống như cái video trước mình có phân tích ha, thì cái vấn đề mà cứu bất động sản, người ta chỉ có cứu những cái bất động sản xương sống mang tính chiến lược, nó có liên quan đến chứng khoán này, liên quan đến những cái nhà đầu tư trái phiếu này, thì người ta sẽ cứu để an lòng, làm an lòng nhà đầu tư đó quý vị, và nó ổn định đó. Còn những cái dự án mà không liên quan đến cái vấn đề chứng khoán rồi trái phiếu này kia thì có lẽ nhà nước sẽ không cứu, chắc chắn sẽ không cứu đâu quý vị. Vì họ nói rằng bất động sản là một, cũng giống như là một cái món hàng hóa khác thôi đó, nó tự sinh tự tồn tại và tự diệt theo quy luật của thị trường. Cũng giống như là những nước khác thôi quý vị, người ta cũng đâu có cứu bất động sản đâu. Bất động sản người ta để cho nó tự sinh tự diệt ha, tự sinh tự tồn tại và tự diệt, nó tự thanh lọc theo quy luật của thị trường quý vị ha. Thì như vậy mới hay á, như vậy thì nó mới thanh lọc, nó làm trong sạch cái thị trường, nó trong sạch cái sản phẩm. Trong thời gian vừa qua đó thì có sản phẩm sạch cũng có, sản phẩm tầm bậy cũng có, sản phẩm không sạch cũng có, nói chung tùm lum hết. Thì bây giờ nhà nước người ta quyết định là để cho nó tự thanh lọc quý vị đó. Nếu như mà ai đủ bản lĩnh, ai đủ niềm tin và ai đủ tiềm lực tài chính, ai làm đàng hoàng thì tất nhiên nó sẽ tồn tại đó. Còn những cái dự án mà làm không đúng, làm vì lợi nhuận thì tất nhiên nó sẽ tự diệt. Giống kiểu cái thị trường mà bây giờ nó tự sinh ra, nó sinh ra rồi nó phải sinh tồn chứ, nó phải tồn tại trong cái môi trường khắc nghiệt này kia mà nó vượt qua được để nó tồn tại thì đó là một cái sản phẩm phải nói tuyệt vời. Còn mà cái nào không vượt qua được thì coi như là bị thanh lọc đi, thanh lọc cho nó tốt đẹp cái thị trường hơn quý vị. Thời gian qua người ta đánh giá có rất là nhiều những cái sản phẩm bất động sản mà người ta làm ra của chủ yếu là phục vụ cho mục đích lướt sóng, phục vụ cho các nhà đầu tư mua đi bán lại với nhau nhằm tối ưu hóa lợi nhuận của nhau đó, mà không chú trọng đến những cái vấn đề khách hàng người ta có nhu cầu như thế nào, có ở thực như thế nào. Cho nên chi việc bây giờ người ta cứ thả như vậy để cho các anh tự sinh ra thì các anh tự tồn tại, các anh tự
từ tái cấu trúc ha. Để mà tồn tại đó quý vị, nhà nước chỉ hỗ trợ về vấn đề pháp lý thôi, thủ tục này kia thôi, còn vốn thì không có đâu. Vốn bây giờ người ta tập trung vào để mà hỗ trợ cho những cái công ty ngành sản xuất này kia còn không có nữa, lấy đâu ra mà hỗ trợ ngành bất động sản trong lúc cái ngành sản xuất đang điêu đứng ha, công nhân thất nghiệp này kia đó. Nếu như mà cứu được ông nào trong ngành sản xuất thì cứu để làm cho người lao động có việc làm đó, mang tính ổn định kinh tế trước cái đó, có cái ăn cái mặt trước cái đó quý vị. Và nói tóm lại một câu là bất động sản từ cấu lý cứu lấy mình quý vị, không trông chờ vào ai được hết ha. Hiện tại bây giờ trong cơn suy thoái như thế này thì không chỉ suy thoái về bất động sản mà suy thoái toàn ngành kinh tế luôn, những ngành khác nó cũng điêu đứng nữa, thì bất động sản cũng chắc có lẽ cũng tự cứu mình mà thôi quý vị, không ai cứu mình bằng cách là tự cứu mình mà thôi đó. Anh nào có vốn mạnh rồi tái cấu trúc, tái cơ cấu lại ha, rồi giảm giá giảm giết này kia đó thì mới ra sản phẩm được. Giảm làm sao mà để cho cái người tiêu dùng, cái người mà có nhu cầu họ cảm thấy hợp lý thì họ bắt đầu nhảy vào mua đó. Còn để giá trên trời thì chả ai mà dài đi mua vào thời điểm này, nói chung là như vậy. Và để giá trên trời thì người ta cũng không có đủ tiền để mua, cho nên chỉ dự án nào mà thấy cần ra sản phẩm thì buộc phải hạ giá thôi. Và trong thời gian vừa qua thì quý vị có thể thấy là người ta hạ giá rất là nhiều rồi, thậm chí cuối năm thì người ta sẽ hạ giá tiếp nữa để bán tháo đó quý vị, thu hồi vốn ha, trụ không nổi thì buộc phải như vậy thôi. Ra đây là con đường Quang Trung quý vị, chạy hướng như thế này là hướng về Phan Châu Trinh quý vị ha. Ngày hôm nay thì Đà Lạt rất là lạnh luôn, bắt đầu từ tối hôm qua đó, buổi tối nằm ngủ ở trong nhà mặc đồ ấm rồi mà phải đắp thêm hai cái chăn nữa, vẫn cứ nằm có ro. Đó là ở trong nhà rồi quý vị, còn chạy ngoài đường thì thôi rồi luôn. Bây giờ 9 giờ sáng rồi mà nó vẫn chạy xe, nó vẫn cứ rung rung trong người quý vị, khá là lạnh. Người ta để cho thanh lọc như vậy á thì cơn thanh lọc này nó sẽ kéo dài hết năm 2023 quý vị, mình nghĩ là như vậy. Và đến 2024 chỉ còn là những cái sản phẩm sạch, sản phẩm tiềm năng và sản phẩm rất là tuyệt vời. Lúc đó bất động sản sẽ đi vào một chu kỳ mới, một cái môi trường rất là trong sạch, rất là lành mạnh đó. Và mình cho phải nói vô cùng tuyệt vời luôn. Trong giai đoạn bắt đầu từ đầu 2024 trở về sau ha. Vào đây là con đường Nguyễn Du quý vị, đường Nguyễn Du ha. Nguyễn Du là một con đường rất là đẹp. Ở đây toàn là nhà cao cấp không á. Ở đầu này có một cái có một cái dự án cũng là căn hộ là nghỉ dưỡng thuộc hàng 5 sao đấy. Hiện tại bây giờ thì người ta cũng đánh giá dự án này thuộc dạng là chậm tiến độ quý vị. Đó, có những căn nhà hoàn thiện bộ khung rồi, cũng hoàn thiện cửa nẻo sơn xiết rồi, nhưng mà vẫn chưa đi vào hoạt động. Đó.
tòa nhà lớn không vị? Người ta xây dạng biệt thự nhưng mà 3 tầng này, 3 tầng với một áp mái ha. Cực lớn luôn. Đầu này thì có những căn nhà đang chỉ là bộ khung thôi. Thấy căn nào cũng giống căn nào. Ơi, rẽ lên đây là con đường Tương Phố quý vị ha. Khu này rất là đẹp luôn quý vị. Đó, mai mốt mà dự án này làm xong, xong xuôi hết rồi mà đi vào hoạt động vô cùng hoành tráng luôn. Bộ mặt ở đây phải nói là được thay một cái tà áo mới, hiện đại, sang trọng, đẳng cấp. Đó là những cái từ ngữ mà mình có thể nói ở khu vực này, thậm chí là hiện đại, sang trọng, đẳng cấp bậc nhất của thành phố Đà Lạt. Đó. Đây là một khu vực bằng phẳng quý vị. Còn nhà dân ở khu vực này thì thôi rồi luôn, ai mà có nhà đất ở trên khu vực này thì phải nói cực kỳ đắt đỏ luôn á, đại gia luôn đó. Và đây là con đường Phó Đức Chính quý vị. Đó, những căn nhà dân này. Nhà dân hiện tại bây giờ ở đây vô cùng tuyệt vời luôn. Toàn biệt thự. Còn bên này là khu vực Mercury đó. Ngày xưa là Hoàng Anh Gia Lai đó. Hồi trước giờ mình cũng có làm những cái video ở đây rồi. Nhà cửa mày nói tuyệt vời quá. Quá đẹp quý vị ha. Phong cách châu Âu đó. Ngày xưa khi mà còn Hoàng Anh Gia Lai là chủ đầu tư ở khu vực này á, mô hình người ta làm theo kiểu khác nó cũng hoành tráng. Bây giờ qua tay chủ khác thì người ta còn làm hoành tráng hơn. Thậm chí là có nhiều căn người ta xây mới luôn quý vị. Đập đi xây lại luôn á. Thấy ghê gớm không? Ra lại đây là đường Quang Trung quý vị ha. Hôm nay dòng 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 ở khu vực phường 9 này nó cũng rất là đẹp luôn. Thậm chí nó đẹp hơn khu vực trung tâm nhiều luôn quý vị. Đó. Con đường này thì hoa ban trắng nó cũng đã nở khá là nhiều rồi. Rẽ vào con đường Cô Giang cái ha. Khu dân cư Cô Giang ở bên này cũng rất là đẹp. Cô Giang, Cô Bắc đó. Ăn khu nhà giàu không? Bà con khách du lịch vô đây chụp hình lá chim quá trời. Con đường này là ngắn thôi quý vị, nó nối lại ra đường Quang Trung ha, để mình vòng xuống con đường Cô Giang một cái. Đó. Ở đây cũng khá là nhiều những căn biệt thự cổ đó quý vị. Trước mặt của chúng ta là khách
nhà hàng tiệc cưới Garden Palace. À, bên này có căn biệt thự nhìn biệt thự cổ nhìn nó nguy nga hoành tráng chưa, rất đẹp luôn. Hay lâu giờ vẫn cứ để hoang quý vị ha. Hiện tại bây giờ thì có đơn vị nào thuê mướn lại để mà bảo tồn sửa chữa. Thấy người ta đổ cũng triển khai rồi nhưng mà triển khai khá là chậm. Quá đẹp. Nó căn biệt thự quá đẹp luôn quý vị ha. Trên con đường này thì còn nhiều lắm quý vị, nhiều căn lắm. Mấy căn luôn á. Thấy căn nào nó cũng đẹp hết trơn. Mai mốt người ta tu bổ xong xuôi hết rồi là đẹp lắm luôn á. Hôm nay mình cũng làm một cái video dẫn quý vị đi thăm những cái khu dân cư cứ đẹp của thành phố Đà Lạt, cũng như là có những cái căn biệt thự cổ người ta đang tu bổ ha. Mỗi căn có những cái vẻ đẹp phải nói ma mị, vẻ đẹp rất tuyệt vời luôn, cũng như là tâm sự chia sẻ nói chuyện với quý vị, trao đổi với quý vị về vấn đề bất động sản trong giai đoạn hiện tại bây giờ ha, và có những cái dự báo cho thị trường này ở tương lai. Rồi, cái video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã đồng hành, quan tâm theo dõi cái đoạn clip video của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ở trong cuộc sống. Rồi, bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.